đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút chiều 1 tháng 9, tại khu vực cột mốc 73 trên 7 thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp lực lượng công an tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang tổ chức đưa ba người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam hai đối tượng gồm Đào Duy Nhật, sinh năm 1991 và Đào Tuấn Anh sinh năm 1997, có cùng hộ khẩu thường trú tại ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Mở rộng điều tra, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế CKQT, Hoa Lư phối hợp lực lượng chức năng Campuchia bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, đang lẩn trốn tại Campuchia là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khi đưa người chót lọt vào lãnh thổ Việt Nam sẽ được nhận 800.000 đồng trên người. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đang phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Theo thống kê, từ đầu mùa dịch đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện, bắt giữ 53 vụ trên 121 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng cách ly theo quy định.